À vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyển TV. Video ngày hôm nay thì tiếp tục video hướng dẫn kỹ thuật các bạn nhé. Và đây nè, trước mặt các bạn đây là những cái tab màn hình. Những cái tab màn hình. Vâng, thì trong thời gian qua thì rất là nhiều bạn hỏi mình rằng cung cấp cho các bạn một số cái thông số kỹ thuật cũng như cách kiểm tra những cái tab màn hình như này. Vâng, cái tab màn hình như này. Bởi vì khi mà các bạn hiểu được về nó các bạn thì các bạn mới sửa được, đúng không ạ? Thì trên những cái tab màn hình này nó sẽ có những cái dãy số. Dãy số. Thì để làm sao các bạn biết được cái tab màn hình này, những cái đường tín hiệu của nó là gì và nhiệm vụ của nó ra làm sao, thì video chia sẻ kinh nghiệm của kênh Chuyển TV sẽ hỗ trợ các bạn về vấn đề này. Các bạn nhìn đây, những cái tab màn hình, những cái gỗ màn hình này, nhìn các bạn rất là dày dít những linh kiện vào. Và nhiều bạn thì mới vào nghề thì không biết được nhiệm vụ của nó để làm gì. Vâng, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mời các bạn xem video này của mình. Các bạn thấy video của mình hay, tiện ích thì các bạn đừng tiếc một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất của mình các bạn nhé. Vâng, và trước mặt các bạn đây thì các bạn cũng đã biết tất cả những cái thông số kỹ thuật của những cái tab màn hình thì mình có đánh số ở đây. Vâng, chân số 1 VGH. Vâng, chân số 2 VGL. Chân số 3 ba nguồn 3.3V. Thì tất cả những cái thông số tối thiểu và cái ký hiệu ở trên này thì mình đã đánh dấu sẵn ở trên đây rồi. Đấy, các bạn có thể tham khảo. Đấy. Thì từng loại tab màn hình thì người ta sẽ ghi từng ký hiệu, từng chân một. Và bây giờ mình sẽ tổng hợp cho các bạn tất cả những cái mẫu tab màn hình thông dụng nhất. Khi mà các bạn biết điểm được, biết điểm tab và cái đường nguồn lên thì các bạn đo nó rất dễ dàng. Các bạn sẽ phân biệt được mà nó bị cháy chạm chập hoặc nó đứt mạch ở chỗ nào không. Thì các bạn cần phải biết được cái sơ đồ này thì các bạn mới sửa được màn hình TV siêu mỏng của bạn nhé. Đây là một cái bước rất là cơ bản. Và bạn nào bắt buộc các bạn phải biết được thì các bạn mới đi sửa một con tivi màn hình, một con tivi siêu mỏng được các bạn nhé. Vâng, bây giờ mình sẽ chỉ ra một giới thiệu các bạn một số cái mức điện áp cũng như một số cái tab cơ bản nhất bây giờ. Vâng, các bạn không thể không kiểm tra VGH nguồn 225V, VGL âm 6V, CKV âm 1.8V và OE 3.3V. Vâng. Thì những cái mức điện áp này là cái điện áp tối thiểu để cho một cái màn hình TV siêu mỏng bây giờ nó hoạt động chân chu, có nghĩa là để nó xuất ra hình ảnh được là phải có tất tối thiểu những cái mức điện áp này. Sau đó là những cặp tín hiệu data đưa lên. Vâng. Những cặp tín hiệu data mà nó thiếu thì nó sẽ bị kẻ chỉ. Vâng. Và cái tab đầu tiên, và mình sẽ ghi mã tab và đánh số ở đây để các bạn xem. Thì các bạn xem những cái số, ví dụ như VGH mình đánh dấu bằng số 1 ở cái điểm của nó. Cái điểm số 1 đấy các bạn này. Đấy, các bạn xem là các bạn nhìn rõ đấy ạ. Đấy. Các bạn xem số 1, số 2, số 3, số 4 đến số 9 thì cái điểm nó nằm ở đâu. Đấy, thì các bạn phải biết được cái điểm như này. Đấy, để các bạn xem. Đấy. Và cái tab màn hình số 2 MT3807VC. Cái mã này là nó nằm ở mỗi cái tab màn hình này, nó đều ghi, người ta sẽ ghi rõ cái mã của nó để các bạn tra nhé. Các bạn tra xem để thì các bạn sẽ biết được chân, từng mức điện áp này, từng mức chân, từng cái điểm của nó để nó làm nhiệm vụ gì. Và từng điểm của nó là nguồn nào, chân số 1 là chân nào. Đấy, có nghĩa là chân ví dụ như VGH là chân nào. Đấy, đây, và mã thứ 3. Đấy. Mình đã đánh dấu và mình chỉ rất là rõ ràng đây được các bạn nhé. Chỉ rất rõ ràng. Các bạn xem. Đây là chân mã số 3. Mình sẽ để cái video này thật chậm để các bạn có thể các bạn xem, các bạn tạm dừng lại. Các bạn tạm dừng để các bạn biết được điểm của nó. Biết được điểm để các bạn tra mã. Các bạn sau này các bạn bạn nào gặp TV nào đúng cái mã nào đấy, thì những cái mã trong những cái mã mình đưa lên thì các bạn có thể các bạn vào xem những hình ảnh như thế này thì các bạn biết được điểm của từng loại tab màn hình đấy. Vâng, và số 4 này ạ. Số 4 thì hai loại các bạn nhé,
NT39538H-127A2A. Đấy. Và các loại 1272B và chỉ khác nhau hai cái điểm cuối thôi. Đấy thì các bạn xem. Vì vậy mà cái bố trí cái điện áp khác nhau thì nó hơi khác nhau một chút, còn mình thấy nó cũng bình thường. Rồi, và mã số 5. Mình sẽ đưa ra cho các bạn 12 mã táp khác nhau thông dụng nhất trên thị trường bây giờ. Các bạn xem và các bạn có thể tham khảo. Những video tiện ích này thì các bạn nên lưu những cái video này của mình, hoặc các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi những video mới nhất cũng như video tiện ích nhất của mình, để các bạn giúp ích để cho các bạn trong quá trình các bạn sửa chữa. Mình thấy là rất thực tế đấy các bạn, rất thực tế và cực kỳ cơ bản luôn các bạn nhé. Và cái mã số 6 này, MT3804-VG. Đấy. Cái táp này là táp quét ngang đây các bạn nhá, quét ngang đấy. IC táp quét ngang là rất hay bị hỏng cái táp này. Cái táp này hỏng rất cực nhiều luôn bạn nhá. Bởi vì cái nguồn VGH, các bạn đo cái nguồn VGH ở chân 1, con này mà nó bị thiếu thì nó có thể nó đứt mạch từ đường tín hiệu từ gỗ lên đưa táp ngang này. Nó cũng dẫn đến hiện tượng mà TV bị kẻ sọc đấy. TV bị kẻ sọc. Nên là các bạn phải biết được những cái mức điện áp cơ bản như thế này thì các bạn mới có thể sửa được một TV chân chu cho khách hàng được. Nhiều con hỏng màn hình nhưng mà các bạn biết là những mức điện áp này các bạn đo từng điểm một, khi mà các bạn đo được, các bạn đo thấy nguồn và không thấy nguồn thì các bạn sẽ xử lý. Đo đến đâu thì có nguồn và đo đến đâu thì mất nguồn thì các bạn xử lý, nó rất là đơn giản các bạn. Đấy, chứ không có gì gọi là quá phức tạp. Rồi, mình và các bạn sẽ chờ để cho những cái táp này, bởi vì những cái táp màn hình này thì mình để cái clip này của mình nó hơi dài một chút để các bạn sẽ có thể tiện để ý kỹ. Đấy. Và cái mã táp quét ngang số 8 này. Đấy. Mã táp quét ngang số 8. NT39 583H. Chân 1 là cũng là VGH thì cái điểm chân 1 là mình đã đánh dấu rất là rõ nó nằm ở điểm nào. Đấy, để các bạn xem. Nó có từng điểm đánh dấu, mình chỉ sẵn từng số một rồi các bạn. Người ta đánh dấu tất cả trên cái số trên đây rồi. Mình đưa cho các bạn, mình giới thiệu với các bạn là 12 mẫu. Và cái video này của mình là video chắc chắn chỉ có những anh em kỹ thuật thì các bạn mới có thể cần, và các bạn mới có thể hiểu được vấn đề về tại sao phải cần cái thông số của cái mã táp màn hình như thế này. Bởi vì khi mà muốn sửa một con TV siêu mỏng thì các bạn bắt buộc phải có được thông số của nó. Và đây là mã táp số 10. Đường tín hiệu, mã táp đưa lên màn hình đấy các bạn. Đấy. Các bạn nhìn thì rất là dày. Các bạn là nên mua một cái kính soi, kính hiển vi. Các bạn soi thì nó phóng cái táp màn hình, nó phóng rất là rõ. Và các bạn có thể soi lại những cái đường chỉ nào nó bị đứt, hoặc đánh lửa cái điểm nào thì các bạn xử lý tương đối dễ. Vâng, và đây là mã táp số 11. Đấy, mình ký hiệu cho các bạn cả trên gỗ luôn, từ chân IC ra. Đấy, từ chân IC ra. Ví dụ như chân số 8 của con này và chân số 7 578 kìa. Đấy, là những cái mức tín hiệu OE1 đấy. Thì nó sẽ nằm ở vị trí nào? Thì các bạn, tại sao các bạn cần phải đo như vậy? Bởi vì các bạn bắt buộc phải đo được ở trên những cái táp màn hình này để các bạn biết được là cái đường tín hiệu của nó đứt ở trên màn hình hay là đứt ở dưới gỗ, hay là đứt ở cái đường tín hiệu từ gỗ đưa lên táp. Đấy, để các bạn biết được các bạn sửa. Khi mà các bạn biết được rồi các bạn sửa rất đơn giản. Và đây là mẫu táp quét ngang cuối cùng. Mẫu táp quét ngang cuối cùng mà mình giới thiệu với các bạn, đó là con S
SV8003K. SV8003K. Các bạn xem. Vâng. Và trên đây là mình vừa giới thiệu với các bạn là một số cái mẫu táp màn hình rất là cơ bản để các bạn có thể tham khảo. Mình thấy rằng nếu mà các bạn không làm kỹ thuật thì các bạn nhìn vào các bạn chẳng biết gì đâu ạ. Nhưng mà các bạn làm kỹ thuật thì đó là một cái tài liệu vô cùng quý giá để hỗ trợ các bạn bước vào một cái công nghệ sửa chữa TV siêu mỏng bây giờ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video mới nhất của mình. Các bạn đừng tiếc một like, một chia sẻ cũng như đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất của Chuyển các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.